Xin chào những người nghe mang dòng ngọc huy đỏ, chúc em một tuần mới học tập và làm việc hiệu quả. Đêm hôm qua, MU đã có một trận đấu tuyệt vời trước Everton và tất nhiên, nội dung chính của bản tin đầu tuần sẽ xoay quanh trận đấu này. Everton và Man United đẳng cấp lên tiếng. Trong bối cảnh đang bị đặt nhiều dấu hỏi về phong độ, văn quân của huấn luyện viên Ten Hag phải đối đầu với Everton tại hàng ổ của đối phương. MU nhập cuộc rất tự tin dù phải làm cách trước Everton, nhưng bất ngờ đã tới từ rất sớm. Ngay phút thứ 6 của trận đấu, Casemiro đã mất bóng vô duyên giữa sân, tạo điều kiện cho đội chủ nhà phản công. Iguobi có bóng trước vòng cấm của Quỷ Đỏ và trong một tư thế rất rảnh chân, cựu sao Arsenal tung ra một cú cứa lòng không thể hoàn hảo hơn. Một siêu phẩm được vẽ ra dù David De Gea đã bay người hết cỡ để cản phá. Tỷ số được mở cho đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard. Nhận bàn thua bất ngờ, MU không tỏ ra nản chí mà tiếp tục gia tăng áp lực lên đối phương. Và rồi bàn gỡ hòa đã đến như một món quà mà đoàn quân huấn luyện viên Ten Hag xứng đáng được nhận. Phút thứ 15, đến lần quay ghê của đội chủ nhà mất bóng, ngay lập tức Martial nhận đường truyền từ đồng đội rồi phát động tấn công bằng một pha chọc khe bình tĩnh cho Anthony. Tân binh trị giá 100 củ đã thoát xuống như một mũi tên bạc trước khi khéo léo cứa lòng vào góc xa khung thành của Everton. Tỷ số được cân bằng một đều cho Man United. Trong thế trận tương bừng ấy, Erik ten Hag bất ngờ nhận tin dữ khi mà Martial có dấu hiệu tái phát chấn thương, để rồi một quyết định mang tính bước ngoặt của trận đấu đã được đưa ra. Phút thứ 28, Ronaldo được tung vào sân để thay thế cho tiền đạo người Pháp như một lựa chọn bất đắc dĩ. Thế nhưng, chính siêu sao người Bồ Đào Nha đã là người lập công nâng tỷ số lên thành 2-1 cho MU ở phút thứ 44. Sau một pha bứt tốc phản công, sẽ được bởi dứt điểm bằng chân trái như thời còn trai trẻ để đánh bại dần Pickford trong thế đối mặt. Người chọc khe tạo cơ hội cho Ronaldo chính là tựa đồ trong màn thua đầu tiên của Quỷ Đỏ Casemiro. Với lợi thế dẫn bàn, MU chủ động chơi chắc chắn ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu. Trong khi đó, Everton lại đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng cơ hòa. Tuy nhiên, các bài tấn công quá đơn điệu của Sutofi không thể khiến cho khung thành của David De Gea gặp quá nhiều nguy hiểm. Thậm chí, đoàn quân của Liverpool Frank Lampard còn suýt chút nữa phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút thứ 80 của trận đấu. Ronaldo có pha đánh đầu ngược ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho Rashford nỗ lực thoát xuống. Tiền đạo người Anh xử lý bóng qua một hậu vệ của Everton, rồi qua luôn cả Jordan Pickford để dứt điểm thành công. Đáng tiếc, bàn thắng đã không được công nhận sau khi trọng tài kiểm tra VAR và phát hiện Rashford đã để bóng chạm tay trong pha bóng trước đó. Càng về cuối trận, sức ép của đội chủ nhà càng lớn. Thậm chí, trong 4 phút bù giờ, đã có 5 quả phạt góc liên tục được câu lạc bộ Everton tạo ra. Dù vậy, các cầu thủ MU vẫn kiên cường chống đỡ để bảo vệ thành công màn lội ngược dòng đầy cảm xúc ngay tại hiểm địa của Goodison Park. Thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, đoàn quân của Ten Hag đã vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém được đứng thứ 4 là Chelsea đúng 1 điểm. Điểm nhấn thú vị khi đánh bại Everton. Chúng ta cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến hành quân đến sân Goodison Park của thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag. Đầu tiên là đêm của Ronaldo. 6 ngày trước, Ronaldo không được ra sân một phút nào trong trận derby thành Manchester. Viễn cảnh tương tự hoàn toàn có thể lặp lại trước Everton đêm qua. Nhưng Anthony Martial lại bất ngờ dưới chấn thương và CR7 đã có cơ hội vào sân ngay trong hiệp 1. Chỉ sau 15 phút góp mặt trên sân, Ronaldo đã tạo nên bước ngoặt cho trận đấu với một pha dứt điểm trên trời đẳng cấp để dễ dàng hạ gục thủ thành Jordan Pickford. Không chỉ trực tiếp giúp Man United mang về 3 điểm, mà bàn thắng này còn đánh dấu cột mốc 700 pha lập công của Ronaldo ở cấp câu lạc bộ. Thứ hai là tội đồ hóa người hùng. Chưa kịp gây ấn tượng trong lần đầu tiên đá chính tại Premier League, Casemiro đã khiến Man United phải trả giá bởi một sai lầm tai hại của mình khi trận đấu mới trôi qua được vài phút. Dù vậy, Casemiro đã kịp thời chủ tội với một màn thể hiện đẳng cấp trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Và anh cũng chính là tác giả của đường kiến tạo dẫn đến bàn thắng ấn định tỷ số của Ronaldo. Tiếp theo là tuyệt đỉnh Anthony. Tiếp tục được huấn luyện viên Ten Hag đặt niềm tin, Anthony lại một lần nữa tỏa sáng với pha lập công giúp Quỷ Đỏ quân bình tỷ số của trận đấu. Và không chỉ Ronaldo lập kỷ lục ở Merseyside, mà chân sút người Lan cũng đã chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ duy nhất của Quỷ Đỏ liên tục ghi bàn trong 3 trận đầu tiên ở Premier League. Có thể 85 triệu bảng là một mức phí không hợp lý, nhưng với những gì đã thể hiện thì rõ ràng Anthony hoàn toàn xứng đáng với con số khổng lồ này. Cuối cùng là vấn đề quen thuộc của Martial. Mới tái xuất chưa lâu, Anthony Martial lại dính chấn thương và buộc phải rời sân sớm trong lần đầu tiên đá chính tại Premier League mùa này. Tuy vẫn gây ấn tượng với pha kiến tạo dành cho Anthony, nhưng chắc chắn tình trạng thể lực kém cỏi của ngôi sao người Pháp sẽ khiến cho Man rất cân nhắc kỹ càng hơn về việc trao cho anh một bản hợp đồng mới trong tương lai. Hiện tại vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà Martial gặp phải, nhưng khả năng cao anh sẽ không được đá chính trong trận gặp Omonia sắp tới.
Ten Hag gửi thông điệp sau chiến thắng. Huấn luyện viên người Hà Lan chúc mừng Ronaldo, đồng thời kỳ vọng siêu sao 37 tuổi sẽ tiếp tục ghi thêm nhiều bàn trong phần còn lại của mùa giải. Huấn luyện viên Ten Hag phát biểu sau trận thắng Everton 2-1. Bởi trong bàn thắng, điều này thực sự ấn tượng. Xin chúc mừng Ronaldo. Tôi cũng hạnh phúc khi cậu ấy có màn thể hiện ấn tượng để ghi bàn đầu tiên tại Premier League mùa này. Ronaldo đã phải chờ đợi khá lâu và tôi tin chắc cậu ấy sẽ còn ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Bàn thắng thì lúc nào cũng quan trọng, ngay cả khi bạn là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Các tiền đạo cần ghi bàn để lấy lại cảm giác. Nếu họ làm được điều này, những trận đấu sau sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Sau trận thua 3-6 trước Man City, MU đã tìm lại sự tự tin bằng chiến thắng 2-1 trước Everton. Huấn luyện viên Ten Hag bày tỏ cảm xúc của mình: "Hôm nay chúng tôi đã chơi rất tốt, dù bị dẫn bàn trước. Tuy nhiên, các cầu thủ cần phải có phản ứng tốt hơn bằng cách bám sát kế hoạch, giữ bình tĩnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lúc này, MU không cần quan tâm đến vị trí trên bảng xếp hạng làm gì. Công việc của chúng tôi là cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu." Bên cạnh đó, kỹ thuật trưởng Ajax bày tỏ sự hài lòng với chất lượng đội hình của MU hiện tại. Ông nói thêm: "Victor Lindelof, Scott McTominay hay Rafael Varane đã chơi tốt. Dù đã chính hay là vào sân từ băng ghế dự bị, MU giành chiến thắng với hơn 11 cầu thủ, tôi hài lòng với điều này." Anthony lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Theo Opta, Anthony trở thành cầu thủ đầu tiên của Man United ghi bàn trong cả 3 trận đầu tiên tại Premier League. Phút thứ 15, Anthony Martial chọc khe để cho Anthony áp sát khung thành Everton. Julian Pickford băng ra để bắt bài, nhưng vẫn không thể cản cú đặt lòng bằng chân trái sở trường của tiền đạo trẻ bên phía Man United. Đây là pha lập công thứ 3 trong 3 lần ra sân của Anthony trong Quỷ Đỏ. Trước đó, cựu cầu thủ Ajax đã tỏa sáng ngay trong trận ra mắt tại Barcelona, sau đó ghi một bàn thắng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm vào lưới của Man City. Anthony chia sẻ trên trang cá nhân sau khi lập kỷ lục: "Thật tuyệt vời, tôi làm nên lịch sử và hoàn thành giấc mơ. Cảm ơn toàn đội đã giúp đỡ tôi đạt được thành tích này. Đây mới chỉ là sự khởi đầu, hãy cùng nhau tiến về phía trước." Anthony đã cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng. Tân binh người Brazil đã được cho là người thường xuyên tạo ra không khí vui vẻ trong vòng thay đồ của Man United. Tom Miller đã miêu tả: "Các cầu thủ đều yêu quý Anthony. Cậu ấy như Tasmania, loài thú có túi hung dữ ở phía nam Australia. Trên sân cỏ, Anthony tập trung 100% vào việc tập luyện và chơi bóng. Trong thời gian nghỉ, cậu ấy lại trở thành một chàng trai thích cười đùa. Anthony thường xuyên pha trò cùng với Fred và nhận được sự hưởng ứng từ đồng đội." Ferdinand nói Casemiro không nên ra sân nữa. Cựu trung vệ Rio Ferdinand dành nhiều lời khen ngợi đến bản hợp đồng bom tấn của đội chủ sân Old Trafford. Phát biểu sau trận thắng của Manchester United trước Everton, Rio Ferdinand không phủ nhận khả năng xử lý bóng kém cỏi của Casemiro. Tuy nhiên, anh cũng làm rõ tầm quan trọng của ngôi sao người Brazil khi Quỷ Đỏ không có bóng. Trao đổi với BT Sport, huyền thoại của MU nhận định: "Casemiro có kinh nghiệm, cậu ấy đã giành được nhiều danh hiệu trên Premier League, cậu ấy hiểu rõ về bóng đá. Dù là một sân vận động khác, môi trường khác, nhưng Casemiro vẫn quen thuộc và thích nghi nhanh chóng nhờ vào sự thông minh của mình. Tại Real Madrid, bạn không thể chơi bóng ở đẳng cấp đó nếu không có một trình độ và sự thông minh nhất định." Đúng vậy, Casemiro đã khởi đầu không tốt, cậu ấy để mất bóng dẫn đến bàn thua. Nhưng như huấn luyện viên đã nói, Casemiro đã tiến bộ dần trong trận đấu. Nếu hôm nay bạn xem một đoạn highlight ghi lại những tình huống của Casemiro xử lý bóng, bạn có thể nói rằng cậu ấy không nên ra sân nữa. Nhưng khi không có bóng, những vị trí mà Casemiro đảm nhận, cách cậu ấy giành lại quyền kiểm soát bóng, cách cậu ấy không cho phép đối phương chuyển bóng về phía trước vào các khu vực nguy hiểm, đó là những gì bạn cần trong đội hình của mình. Tôi không quan tâm khi Casemiro có bóng trong chân, cậu ấy sẽ giao nó cho những cầu thủ có khả năng sáng tạo. Đó là lối chơi trong suốt cả sự nghiệp của Casemiro. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.